Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Sau đây mời các bạn đón xem. Tử Vi 6 tháng cuối năm 2021 tuổi giáp tuất 1994 nổ lộc phát tài, chúng số độc đắc cực giàu có. Tuổi giáp tuất là những người khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Họ làm việc rất cẩn thận, minh bạch, không bao giờ vì tiền bạc, địa vị mà làm những điều đi ngược lại với lương tâm. Họ luôn coi trọng chữ tín và danh dự của bản thân hơn mình bất cứ điều gì. Họ chăm chỉ làm việc với tần suất gấp nhiều lần người khác. Cũng có lúc họ cảm thấy mệt mỏi nhưng tuyệt đối không buông xuôi, thả lòng bản thân. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu, họ sẽ không bao giờ chán nản, bỏ cuộc. Nhờ vào tài năng và sự am hiểu của mình, tuổi tuất mệnh hỏa có thể thành công trên nhiều lĩnh vực. Tử Vi có nói rằng trong năm năm 2021 tuổi giáp tuất phạm phải hình thái tuế khiến cho vận trình của mệnh chủ đều gặp phải khó khăn, lại còn gặp phải kẻ tiểu nhân và hung tinh. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng trong năm các bạn vẫn được quý nhân phù trợ, biến mọi thứ khó khăn trở nên tốt đẹp hơn. Ngày hôm nay Phong Thủy Lộc Tài xin chia sẻ quý vị về tử vi các bạn tuổi giáp tuất sinh năm 1994. Ở video này chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi giáp tuất trong 6 tháng cuối năm 2021. Vận trình của tuổi giáp tuất trong từng tháng và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi giáp tuất trong 6 tháng cuối năm 2021. Tử vi của các bạn tuổi giáp tuất trong nửa cuối TN năm 2021 dự báo, thời gian này sẽ có rất nhiều thách thức và cần phải nỗ lực nhiều hơn đối với các bạn sinh năm 1994. Các bạn do vấp phải cục diện hình thái tuế, rất nhiều phương diện cuộc sống như sự nghiệp, mối quan hệ, tài chính, sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Mâu thuẫn, cãi vã trong thời điểm này xảy ra nhiều hơn, họa thị phi và tiểu nhân luôn rình rập. các bạn cần chú ý lời ăn tiếng nói và đề phòng những người tiếp cận mình với ý đồ xấu bên cạnh đó sức khỏe của các bạn tuổi giáp tuất cũng có dấu hiệu suy giảm phải đề phòng những chấn thương có thể xảy ra do té ngã tai nạn sự cố nghiêm trọng còn phải động chạm dao kéo đặc biệt người xưa thường nói mỗi năm khi tương trùng cùng với sao thái tuế thì con giáp đó ắt có những khó khăn không thể tránh khỏi trong năm phạm thái tuế gia chủ dễ gặp phải nhiều điều bất thuận công việc khó khăn sức khỏe suy kém tình cảm lận đận tiền bạc tổn hao vì vậy để có thể hóa giải vận hạn của hình thái tuế thì thầy ra cắt khuyên các bạn tuổi canh tuất hãy mang bên mình một thẻ kim bài thái tuế kim bài thái tuế có hai mặt mặt trước in hình hai vị thần cai quản và niên hiệu của năm đó mặt sau có in lệnh phù thái tuế của năm kèm theo những tuổi bị phạm thái tuế Kim bài sẽ nghênh đón quý thần hóa giải vận hạn, hung tinh, từ đó các bạn có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong năm 2021. 2. Vận trình của người tuổi Giáp Tuất trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Theo tử vi của các bạn tuổi Giáp Tuất nửa cuối năm 2021 cho biết cục diện tương hình là nguyên nhân khiến công việc của các bạn nhiều bấp bênh trong thời gian này khối lượng công việc tăng lên nhưng các bạn gần như luôn phải tự mình làm tất cả mọi việc. Có đôi lúc các bạn sẽ thấy nản chí vì những vất vả mà mình đang chịu đựng. đã vậy lại thêm cạnh tranh nội bộ, mâu thuẫn với đồng nghiệp, bất đồng với cấp trên càng khiến các bạn nghi ngờ liệu những gì mình đang cố gắng có là đúng đắn hay không. tuy nhiên may mắn rằng sau tất cả các bạn vẫn có thể giải quyết ổn thỏa mọi khó khăn bằng chính năng lực của mình và bộc lộ vai trò quan trọng của bản thân trong tập thể từ đó các bạn sẽ nhận được sự tán thưởng, công nhận của tất cả mọi người. Ngoài ra trong thời điểm này, các chuyên gia phong thủy còn khuyên các bạn tuổi giáp tuất hãy mang bên mình phá khí phong thủy tam hợp quý nhân, dần ngọ tuất. Năng lực tam hợp khí ở vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân, sẽ chiêu tài lộc, chiêu cát lành và may mắn về cho các bạn. Đồng thời khi mang vòng tay bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc hanh thông, phát triển, quan hệ công việc dần tốt đẹp hơn, tâm trạng cũng vì thế cũng bớt tiêu cực. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Tài vận trong 6 tháng cuối năm tân sửu của các bạn tuổi giáp tất thăng trầm bất ổn. Kinh doanh, buôn bán có lộc tùy từng thời điểm, được mất đan sen, được nhiều nhưng mất cũng không hề nhỏ. Bên cạnh đó trong thời gian này còn phát sinh nhiều chi phí ngoài ý muốn do anh em, bạn bè hoặc bị lôi kéo đầu tư thiếu hiệu quả. Tốt nhất các bạn nên tránh các dự án đầu tư bất động sản thời điểm này, đừng vì tham cái lợi trước mắt mà đặt cược những gì mình đang có. Đặc biệt để có thể hóa giải cục diện xấu thì các chuyên gia phong thủy khuyên các bạn tuổi giáp tuất hãy mang theo bên mình pháp khí của nhà Phật bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp các bạn xua đuổi những hung tinh và vận hạn xấu ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời pháp khí sẽ chiêu tài lộc tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ hơn. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo, phương diện tình cảm của các bạn tuổi giáp tuất trong thời gian này khó mà phát triển một cách tốt đẹp như mong muốn rất nhiều mối quan hệ rơi vào tình trạng rối ren trong đó có cả mối quan hệ gia đình cá nhân và trong công việc các bạn đã có đôi có cặp dễ xảy ra tranh cãi với nửa kia bởi sự cứng đầu và bảo thủ của mình lời nói trong lúc nóng giận có thể gây ra những tổn thương khó hàn gắn mâu thuẫn cần được xử lý càng sớm càng tốt nếu để kéo dài sẽ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào phá hoại tình cảm của hai bạn Mối quan hệ trong công việc của các bạn cũng gặp không ít trục trặc. Cạnh tranh với đồng nghiệp rõ ràng hơn dẫn đến những cuộc tranh luận gay gắt kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Thậm chí có bạn còn thấy bất bình với chỉ đạo từ cấp trên, mâu thuẫn quan điểm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần làm việc. Ngoài ra, với bạn độc thân trong thời gian này sẽ có ít có cơ hội về tình cảm, nhân duyên kém sắc. Cho dù có thì cũng để trôi qua mất vì sự bị động của bản thân. Vậy nên để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên các bạn tuổi giáp tuất hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, dần ngọ tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia giúp tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời những bạn độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong thời gian sắp tới. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử Vi cho biết các bạn tuổi giáp tuất cũng cần chú ý đến sức khỏe thể chất trong nửa cuối năm 2021. Các bạn có thể xảy ra nguy cơ tổn thương do va chạm xe cộ, tai nạn, sự cố hoặc lối sinh hoạt không khoa học khiến thể trạng sa sút. Ngoài ra, để hóa giải được tác động của hình thái tuế nên các bạn tuổi giáp tuất hãy sử dụng pháp khí bát bảo tâm kinh, vòng tay sẽ xua đuổi hung tinh và hòa giải vận hạn ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ người tuổi tuất thời gian sắp tới. 3. Hung cát từng tháng trong vận trình 6 tháng cuối năm Tân Sửu của tuổi Giáp Tuất. Thứ nhất tử vi tháng 7 âm lịch. Trong tháng 7 âm lịch dù là tháng cô hồn nhưng các bạn tuổi giáp tuất có thể được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp tìm ra lối thoát trong tình thế bế tắc. Nhưng tình hình sức khỏe vẫn chưa được cải thiện tốt lên. Hung tinh chiếu mệnh từ tháng trước vẫn ảnh hưởng sang cả tháng này. Đặc biệt trong tháng cô hồn, các bạn nên chú ý đi lại thận trọng, lái xe chú ý an toàn để phòng tai nạn bất ngờ. Thứ hai tử vi tháng 8 âm lịch. Tương Hải mang điểm báo tiểu nhân khiến vận trình tháng 8 của các bạn tuổi giáp tuất gặp diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn. Cho nên trong thời gian này, các bạn cần hành sự thận trọng, tiết chế cảm xúc, hạn chế cạnh tranh về tiền bạc, lợi ích hay quyền lực kẻo tự dước thêm kẻ thù. Hơn nữa thường ngày các bạn cũng là người có kỹ năng quản lý tài chính tốt nhưng lại dễ mắc tật chủ quan, cứ tặc lưỡi là rút hầu bao không suy nghĩ cho nên khó tránh khỏi sai lầm. Đặc biệt tháng này lại có hiện tượng phá tài, cho nên các bạn cần giữ túi tiền thật chặt. Thứ ba là tử vi tháng 9 âm lịch. Trong tháng 9 âm lịch, các bạn tuổi giáp tuất cần hết sức chú ý đến sức khỏe và sự an toàn của bản thân. Bởi cục diện hình thái tuế khiến tính khí thất thường hơn, dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi thậm chí ẩu đả với người khác. Do đó, các bạn cần kiểm soát cảm xúc bản thân, nếu không, người bị thương cuối cùng sẽ là chính mình. Hơn nữa, trạng thái tinh thần sa sút trong tháng cũng ảnh hưởng đến nhiều mặt cuộc sống của các bạn thái độ làm việc uể oải, không hăng hái nên chất lượng khó đạt yêu cầu. Thứ tư là tử vi tháng 10 âm lịch. Nhìn chung đây là tháng khá yên ổn, các bạn tuổi giáp tuất sẽ không phải lo lắng nhiều. Công việc tiến hành đều đặn, đi đến kết quả cuối cùng. Đôi khi kết quả chưa thực sự ưng ý nhưng các bạn cũng không quá khắt khe nên tự nhủ lần sau cố gắng hơn là được. Ngoài ra cách thức làm việc quyết định phần lớn tới kết quả công việc. Các bạn hãy thử thay đổi cách làm hiện tại, biết đâu nó sẽ mang tới nguồn cảm hứng hoàn toàn mới và giúp các bạn có được sự đột phá trong sự nghiệp. Các bạn cũng sẽ thấy trong tháng này mình có nhiều tham vọng hơn, làm việc gì cũng chủ động hơn. Mặc dù quá trình này có thể sẽ khó khăn và đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn, nhưng bù lại năng lực của các bạn không ngừng được cải thiện. Thứ năm là tử vi tháng 11 âm lịch. Vận trình của các bạn tuổi giáp tuất trong tháng này có dấu hiệu ổn định, công việc tiến triển đều đều, có quý nhân tương trợ trong tháng, các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa và có người giúp đỡ khi gặp khó khăn. Đồng nghiệp và cấp trên đều nhiệt tình tương trợ các bạn khi cần. Tuy nhiên tài vận trong tháng không khởi sắc, nhu cầu chi tiêu lại tăng lên, việc tiêu tiền diễn ra thường xuyên dù mục đích không phải lúc nào cũng thật sự cần thiết. Cộng thêm thói quen mua sắm vô tội và chỉ khiến các bạn tự gây ra áp lực kinh tế cho mình mà thôi. Thứ sáu là tử vi tháng 12 âm lịch vận trình tổng thể của các bạn tuổi giáp tuất tương đối ổn định trong tháng cuối năm này sau cả một năm cố gắng vừa qua thời điểm này các bạn cũng có thể được tận hưởng thành quả từ những nỗ lực trước đó của mình công việc tiến triển tốt đúng tiến độ đề ra tuy nhiên thời điểm năm hết tết đến vì quá bận rộn với khối lượng công việc khổng lồ khó tránh lúc nhầm lẫn thiếu sót các bạn phải làm việc thật tỉ mỉ và thận trọng mới không mắc sai lầm Tài chính trong tháng cũng có dấu hiệu tăng lên, chủ yếu nhờ khoản lương thưởng cho sự chăm chỉ và cố gắng của các bạn trong cả năm. 4. Vận hạn của tuổi Giáp Tuất trong vận trình nửa cuối năm 2021. Thứ nhất là sao hạn tuổi Giáp Tuất. Các bạn nam tuổi Giáp Tuất trong nửa cuối năm 2021 bị sao La Hầu chiếu mệnh. La Hầu là hung tinh sao la hầu thường đem đến những điều không lành dính dáng đến pháp luật cửa quan gây khẩu thiệt chuyện thị phi tai ương ốm đau bệnh tật tai nạn gây hao tồn tiền tài không những vậy các bạn cũng cần chú ý đến hạn tam kheo trong thời gian này khi gặp hạn này các bạn nên đề phòng thương tật ở chân tay đi xe cộ nên cẩn thận chú ý chứng phong thấp bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ bên cạnh đó các bạn nữ tuổi giáp tuất cũng bị hung tinh kế đôi chiếu mệnh bởi sao kế đô chiếu mạng thường đem lại tai nạn, hao tài tốn của tang khó, bệnh tật thị phi, đau khổ, buồn giàu, họa vô đơn chí, trong gia đình có việc không may. Xấu nhất là tháng 9 âm lịch. Các bạn nữ còn bị tác động bởi hạn thiên tinh. Khi gặp hạn thiên tinh thì các bạn phải đề phòng ngộ độc. Đi ra ngoài, các bạn cần cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay vạ gió nên chú ý lời ăn tiếng nói. Thứ hai là luận hung cát niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của các bạn tuổi giáp tuất trong thời gian này gồm có sao thiên đức mang quý nhân phù trợ, còn có kình dương và quả tú gây cô khắc về mặt cảm xúc, để phòng tai nạn bất ngờ. Cung tam hợp thì có các cát tinh thiên Việt, thiên khôi, hồng loan, đào hoa, nguyệt đức, thiên trù báo hiệu vận quý nhân vượng, nhân duyên cát lành, có lộc ăn uống. Còn có các hung tinh cô thần, thiên không, kiếp sát, hối khí, tử phù gây trở ngại về tâm lý, gia đình có chuyện buồn khóc cuối cùng là cung sung chiếu gồm có các sao tuần triệt quán sách cản trở khá nhiều tới công việc và các phương diện khác cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại